Xin Chúa thương đoái nhìn đến người thân của chúng ta là cha cố Gioan Bautista vừa mới qua đời. Khuôn mặt và loại bỏ mọi nỗi tủi hổ của nhân Ngài khỏi mặt đất, vì Chúa đã phán như vậy. Vào ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta đừng từng trông đợi Ngài để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa đứng chúng ta trong đời, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khẩn khoản Ngài, xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là cha cố Gioan Bautista mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh như ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và vua Điển ông. Lạy Chúa, xin xóa hết mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tớ Chúa, và đến ngày trọng đại được phục sinh và ân thưởng, xin đoái thương phục sinh tôi tớ Chúa cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tớ Chúa được thứ tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta bắt đầu cử hành nghi thức làm phép khăn tang, trang số 16. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về,
Vì thế chúng ta muốn chiếc lên đầu những chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Và trong người thân của chúng ta đây là linh hồn cha cố John Baptista được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chóng đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là cha nhân ái, Chúa luôn sẵn sàng ngồi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiếc khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự ly biệt tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc. Người thân của chúng ta là cha cố John Baptista vừa mới qua đời, để họ biết can đảm và tin tưởng phó dâng cha cố John Baptista cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta hướng về phía áo quan để làm thêm áo quan. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và theo sách giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc sống trần thế này dù có bị mục nát tiêu tan đi nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế hồi thánh dạy chúng ta phải biết tôn trọng thân xác người chết, chôn táng hoặc hỏa thiêu một cách kính cẩn theo phong tục hoàn cảnh địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã ra đi là sẽ cho các ngài tấm áo quan xứng đáng được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi và ban cho linh hồn cha cố John Baptista được yên giấc nhà thu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con. Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này để thân xác tôi tới Chúa là cha cố John Baptista được yên nghỉ trong đó chờ ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nghiêm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa xin cho linh hồn cha cô chú cho anh bao tí sinh ta được ghi yên muôn đời. Con đeo hoa nhạc Chúa ơi,
xin lưu ý về việc chúng ta chiếc khăn tay đó chỉ có linh mục tu sĩ nam nữ thì mới quàng khăn tay thôi nha. Còn tất cả mọi người chúng ta xin chiếc khăn tay ở trên đầu. Xin cảm ơn quý bà chị em.
nguyên bản chị em chúng ta di chuyển vô trong nhà thờ từ từ, rồi khi di chuyển này hai bên trường đi và quý vị gia đình xin mời Linh Tông viết tập hai chúng ta đi đi đằng sau nha. We'll be right back.
quan cảnh trong thánh đường nhà thờ giáo Chúa Trinh Ân. Mọi người đang đến để tham dự thánh lễ phá tang của cha cố Gioan Bautista Đoàn Vĩnh Phúc. Các anh chị chờ một chút xíu, tí nữa khi bắt đầu cha làm lễ thì mình sẽ quay trở lại.